Cảm ơn quý vị vẫn đang theo dõi chương trình và ngay sau đây sẽ là những bản tin tổng hợp. Chương trình tin tức được đặc biệt bảo trợ bởi công ty xuất nhập cảng Ten Lê Yến, số điện thoại 714 418 9788 hoặc vào trang mạng tiệm yến.com với các sản phẩm đông trùng hạ thảo, nhụy hoa nghệ tây saffron, yến các loại. Mở đầu phần tin tổng hợp của chúng tôi có liên quan tới khoa học công nghệ cho biết rằng ứng dụng TikTok sắp đưa nội dung 18 cộng và dịch vụ. Theo Gimodo, hiện nay, ứng dụng TikTok có ý định nhắm đến nhóm người dùng từ 18 tuổi trở lên, bên cạnh nhóm người dùng chính như chúng ta đã biết từ trước cho tới nay. Và giờ đây, TikTok sắp giới thiệu một tùy chọn chỉ dành cho người trưởng thành. Áp dụng đối với các live streamer trên nền tảng này, nếu họ muốn giới hạn người xem trong nhóm từ 18 tuổi trở lên. Giải thích lý do tại sao các streamer lại muốn sử dụng tùy chọn này để hạn chế độ tuổi người xem, TikTok đã đưa ra một vài ví dụ rằng, có thể đó là một video clip hài chỉ phù hợp với người trên 18 tuổi, hoặc là một người dẫn chương trình dự định nói về một trải nghiệm khó khăn trong cuộc sống, và họ cảm thấy thoải mái hơn khi biết những điều họ sắp nói ra thì chỉ có người trưởng thành mới nghe được. Mặc dù TikTok đã nhiều lần thông báo rằng các nội dung gợi dục rõ ràng là không được chấp thuận, nhưng với tùy chọn dành riêng cho 18+ cộng thì không có nghĩa là nội dung gợi dục sẽ không hiện ra. Trước đây, TikTok luôn gặp khó khăn trong việc kiểm duyệt nội dung, do đó, các video lẽ ra nên bị cấm vì vi phạm nguyên tắc cộng đồng vẫn có thể lọt qua khê hẹp được. Nhận xét về TikTok thì BuzzFeed News cho rằng TikTok được ví như là ma túy đá phiên bản kỹ thuật số, hủy hoại cuộc sống của con người, giống như là một loại thuốc phiện bất hợp pháp. TikTok rất nguy hiểm, nó gây nghiện và giống như tất cả các loại ma túy nguy hiểm hiện nay, nó hủy hoại cuộc sống của con người. Nhiều người đặt ra câu hỏi là tại sao ứng dụng này lại vẫn đang được phép hoạt động tại Hoa Kỳ. Tiếp đó bản tin của chúng tôi cho biết rằng phát hiện ra hóa thạch gia đình Neanderthal đầu tiên trong hang động. Các nhà khoa học đã tìm thấy một mảnh xương hóa thạch của hai cha con người Neanderthal và những người họ hàng khác cùng với các công cụ bằng đá trong một hang động tại Nga. Phát hiện này vừa được công bố trong ngày 19 tây tháng 10 trên tạp chí Nature cho thấy một bức tranh buồn thảm về người Neanderthal đã tuyệt chủng từng lang thang ở khu vực châu Âu, châu Á cách đây tới hàng chục ngàn năm. Các nhà khoa học cho biết rằng gia đình gồm một người cha và con gái cùng chín người khác được cho là họ hàng rất có thể đã chết cùng nhau trong hang động ở Siberia. Nghiên cứu này được thực hiện bởi một nhóm các nhà khoa học bao gồm ông Svante Pabo, nhà di truyền học người Thụy Điển đã khám phá ra những bí mật của người Nederton trong suốt 25 năm. Đầu tháng 10 vừa qua, ông cũng đã giành được giải Nobel cho những nỗ lực của mình. Nhóm của tiến sĩ Pablo đã tìm ra DNA của 11 hóa thạch gồm 6 người lớn và 5 trẻ em, cùng với những công cụ bằng đá và xương bò rừng. Tất cả đều nằm trong một cùng lớp trầm tích trong hang động. Còn theo nhà nghiên cứu tại trường đại học California cũng là đồng tác giả nghiên cứu mới cho biết rằng về mặt địa chất thì tất cả các xương đều bị mắc kẹt dưới lớp trầm tích trong một khoảng thời gian là tương đối ngắn. Nhưng ngắn ở đây có nghĩa là vài ngàn năm hoặc cũng có khi là ít hơn người chuyên gia này cũng cho rằng 11 người Netherton đều sống cùng thời vì nhiều người trong số họ là họ hàng gần với nhau. Còn theo tờ New York Times, người Netherton sinh sống chủ yếu ở khu vực châu Á và châu Âu, từ bờ biển Đại Tây Dương đến vùng núi của Euro, đường phân giới hai châu lục châu Âu và châu Á trong 260.000 năm cho đến khi biến mất vào khoảng 40.000 năm trước. Tính bản tin của chúng tôi cho biết rằng có hơn một chục quan tài treo lơ lửng vì tòa nhà chứa các hộp chôn bị sập. Thưa quý vị, có hơn 10 chiếc quan tài bị treo lơ lửng trên không trung. Khi mà một tòa nhà có 4 tầng mà nơi này chứa các hốc chôn cất bị sập ở thành phố Naples của Ý vào ngày 17 tại tháng 10. Theo đó, giới chức đã phải phong tỏa nghĩa trang lớn nhất thành phố này khi họ mở một cuộc điều tra về vụ sập tòa nhà bằng đá cẩm thạch có các hốc chung cất đã xảy ra vào chiều ngày 17 tây tháng 10 tại khu vực Porta Palestri của Nghĩa Trang. Theo tờ Guardian đưa tin đây là vụ sập thứ hai xảy ra tại địa điểm trên trong năm nay. Các nhà phê bình cho rằng nguyên nhân nằm ở khâu quản lý yếu kém tại các nghĩa trang trong thành phố. Do điểm điểm này đóng cửa trong ngày 17 tây tháng 10, nên may mắn không có ai bị thương vào thời điểm xảy ra vụ sập. Theo Vincenzo, là một viên chức hội đồng chịu trách nhiệm về các khu nghỉ trang ở thành phố, cho biết rằng ngay sau khi vụ sập xảy ra, một tiếng nổ lớn vang lên kéo theo bụi mờ mịt. Với tư cách là người đại diện chính quyền, chúng tôi vẫn đang tiếp tục giải quyết các vấn đề và làm tiếp tục các thủ tục cần thiết. Và cũng trong ngày hôm sau, gia đình của những người quá cố đã tổ chức biểu tình sau vụ sập nói trên. Các chính trị gia ở khu vực chung quanh thành phố nói các nghĩa trang trong thành phố không được chăm sóc đã nhiều năm nay. Theo Ủy viên Hội đồng Khu vực thuộc đảng Europa World đã viết trên Facebook rằng đây là một tình huống nguy cấp và không thể chấp nhận. Trong nhiều năm qua, thì các nghĩa trang tại địa phương đã quản lý yếu kém và bỏ mặt cho nó tự lo liệu, trở thành miếng mồi cho những kẻ lừa đảo và trục lợi. Vào tháng 2 năm ngoái, cũng có 200 chiếc quan tài bị rơi xuống biển ngoài khơi thị trấn ven biển của vùng Ligurian, miền Bắc của nước Ý, sau khi nhiều phần của một nghĩa trang bị sập do lỡ đất, khiến cho hai nhà nguyện bị hư hỏng. Tiếp độ bản tin của chúng tôi cho biết rằng Tổ chức Y tế Thế giới WHO cảnh báo 500 triệu người có thể mắc các bệnh nghiêm trọng. Theo CBS News cho biết rằng, Tổ chức y tế thế giới WHO vừa cho biết khoảng 500 triệu người sẽ phát triển bệnh tim mạch, béo phì, tiểu đường hoặc là các loại bệnh khác nếu không tăng cường các hoạt động thể chất. Theo báo cáo tình trạng toàn cầu về hoạt động thể chất năm nay dài tới 132 trang, vừa được Tổ chức y tế thế giới công bố trong ngày 20 tháng 10. Trong đó, tổ chức cảnh báo nếu khoảng 194 quốc gia được khảo sát không hành động khẩn cấp để giải quyết thì chi phí các loại bệnh tật sẽ gia tăng tới 27 tỷ Mỹ Kim mỗi năm từ năm 2020 đến năm 2030. Theo vị Tổng Giám đốc của tổ chức này, đó chính là Tiến sĩ Ahanom Gebreyesus, cho biết rằng báo cáo trên đánh giá xu hướng phát triển của các khu vực, không phải quốc gia riêng lẻ. Theo báo cáo, chỉ một nửa số quốc gia được khảo sát có những sự kiện hoạt động thể chất trên quy mô lớn hoặc chiến dịch công khai khuyến khích người dân tập thể dục. Tổ chức Y tế Thế giới thừa nhận đại dịch Covid-19 đã khiến những chương trình như vậy bị đình trệ và nó làm tăng sự bất bình đẳng trong việc tiếp cận và tham gia ở nhiều cộng đồng. Các quan này cũng đã đưa ra gần 20 khuyến nghị về chính sách đối với các quốc gia gồm giáo dục thể chất, thể thao trong trường học, chăm sóc trẻ em, các chương trình vận động tại nơi làm việc. Các chuyên gia cũng đã khuyến khích mọi người nên tăng cường việc đi xe đạp và đi bộ. Theo một chuyên gia về hoạt động thể chất thì cho biết rằng, chính những hoang độc này là một phần quan trọng đối với nền kinh tế và xã hội. Tuy nhiên, sự đầu tư của các quốc gia vẫn còn ở mức độ thấp. Nhìn chung thì nhiều người hiểu rằng việc tập thể dục là tốt cho sức khỏe, thế nhưng việc thực thi thì còn chưa hiệu quả. Một vị giáo sư đến từ một viện chăm sóc sức khỏe của Hoa Kỳ nhận định rằng chúng ta cần phải thay đổi tư duy, ngăn chặn bệnh tật ngay từ giai đoạn đầu. Và một trong những phương pháp hiệu quả nhất là tập thể dục và tránh lối sống ít vận động và trước khi chia tay thưa quý vị trong chương trình ngày hôm nay minh khoa sẽ gửi đến quý vị một thông tin vừa liên quan tới sức khỏe mà cũng rất thú vị đó chính là phát hiện ra một loại siêu gen khiến cho một số người không bị nhiễm covid 19 theo tờ independent các nhà khoa học tại trường đại học oxford vừa phát hiện ra một loại siêu gen cung cấp mức độ bảo vệ đủ lớn có thể ngăn chặn hoàn toàn việc nhiễm covid 19 Nhóm chuyên gia đã công bố nghiên cứu trên tạp chí Nature Medicine ngày 19 tháng 10. Siêu gen này có tên gọi là HLA-DQB106 là phiên bản của gen HLA. Những người mang gen này có khả năng phản ứng kháng thể cao hơn so với số khác sau khi tiêm chủng. Khoảng 30 đến 40% dân số tại Anh Quốc được cho là mang loại gen này. Miễn dịch của họ tăng rất cao sau khi được tiêm phòng bằng loại vaccine Pfizer và AstraZeneca. Theo tiến sĩ Menzer, là người đứng đầu nghiên cứu cho biết rằng chúng tôi nhận thấy sự khác biệt lớn về khoảng thời gian mọi người dương tính với virus nCoV sau khi tiêm chủng. Phát hiện của chúng tôi chỉ ra rằng mã di truyền có thể ảnh hưởng tới hệ miễn dịch theo thời gian. Các nhà khoa học đã phân tích mẫu DNA từ gần 1.200 người tham gia thử nghiệm lâm sàng vaccine của trường đại học Oxford hơn 1.600 tình nguyện viên của chương trình nghiên cứu COMCOV và một số trẻ em thử nghiệm vaccine của AstraZeneca. Họ phát hiện người mang loại siêu gen này có phản ứng kháng thể chống lại COVID-19 cao hơn trong 28 ngày kể từ liều đầu tiên. Người loan mang lại gen này cũng ít khả năng nhiễm nCoV đột phá hơn tình trạng dương tính virus dù đã tiêm phòng. Và nhóm này cũng có thể là không bao giờ mắc Covid, dù những người họ tiếp xúc gần bị nhiễm Covid-19. Nghiên cứu này cũng được công bố sau khi Anh Quốc phê duyệt tiêm liều tăng cường bằng vaccine Covid-19 thế hệ mới cho người trên 50 tuổi. Hiện nay có 26 triệu người dân tại Anh Quốc đủ điều kiện tiêm chủng vào mùa thu. Trước đó, thế giới cũng đã nhiều lần ghi nhận hiện tượng người chung sống với bệnh nhân Covid-19 nhưng lại không bị nhiễm. Theo các nhà khoa học thì nguyên nhân là do trí nhớ miễn dịch từ tế bào có tên viết tắt là T. Nghiên cứu của trường Đại học Hoàng gia Anh cho thấy, người có mức tế bào T hay còn gọi là tế bào miễn dịch này mà có số lượng cao từ những lần nhiễm virus corona, corona dạng cảm lạnh trước đó thì ít có khả năng bị nhiễm Covid-19. Những người này đã tiếp xúc với các mầm bệnh từ virus corona khác và nó đã có trí nhớ miễn dịch. Thông tin có liên quan tới sức khỏe vừa rồi đã khép lại chương trình tin tức của chúng tôi trong ngày hôm nay. Minh qua xin cảm ơn sự quan tâm theo dõi của quý vị và xin được hẹn gặp lại quý vị ở những bản tin tiếp theo.